Chào tất cả quý vị cô bác, các bạn đang xem kênh Trinh Miệt Vườn. Thì hôm nay thì mình tình cờ đi ngang chùa Hoằng Pháp và mình thấy một cái mô hình trang trí đón xuân á các bạn, rất là đẹp. Thì mình mời các bạn vào trong với mình để cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp. Hôm nay là chùa Hoằng Pháp mình trang trí cho Tết dịp cuối năm và đầu năm nha các bạn. Những cái chiếc nón lá quá đẹp. Hai bên luôn các bạn ơi. Những chiếc lồng đèn trên đầu nè. Thì hôm nay thì có các bạn đến đây để tham quan và chiêm ngưỡng dịp cuối năm và mình cầu bình an. Thì cái mô hình này là chuẩn bị cho Phật tử chúng ta đến đây á, thứ nhất là để chiêm ngưỡng cho đẹp mắt và quên hết những cái sự buồn phiền, và sau đó là những chụp hình lưu niệm, mình ghi lại một kỷ niệm để mình sau một năm mình đi chùa mình bái Phật các bạn. Wow. Quá đẹp luôn. Một mô hình cành đào nha các bạn, quá đẹp luôn. Không những là màu hồng đó các bạn, bên đây là còn có những cái ngôi nhà bằng hoa mai nữa các bạn. Đây cành mai nè. Wow, đây là lồng đèn nha các bạn, lồng đèn đón xuân nè. Tự nhiên bị đóng lại rồi, mình có thể đứng bên ngoài và rất là đẹp luôn. Kế tiếp đây là hình hoa mai. Thì phải nói là những cái mô hình á mà trang trí tại chùa Hoằng Pháp á thì năm nay rất là mới mẻ luôn nha các bạn, đặc biệt hơn những năm trước. Thì năm nay mà mình thấy là những cái cảnh là hoàn toàn là mới hết luôn. Mình công phu làm để làm những ra cái này thì quý thầy ở đây thì cũng rất là tốn nhiều tâm sức để làm ra những cái tác phẩm cái mô hình này nha các bạn. Wow, còn phía bên trong nữa các bạn, vừa là có lồng đèn mà vừa có những cái cành mai màu hồng kìa, mai đào màu hồng. Wow, lung linh luôn các bạn ơi. Xe cực kỳ đáng yêu dễ thương các bạn, cái xe bằng cây nè. Mình lấy kìa, mà ngon lành luôn nè. Rồi mình cũng lên mình chụp một mình quay nha các bạn. Wow, đóng cửa lại luôn nha các bạn. Đây là vô lăng nè, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Mọi người có thời gian thì nên ghé qua chùa Hoằng Pháp nha, để mình chiêm ngưỡng cái mô hình đẹp từ quý thầy gửi đến mình trong dịp Tết này, trang trí cho mình chụp hình lưu niệm. Những cánh sen và trên cái trên trần đây là rất là đẹp luôn các bạn. Oh, xa xa đằng kia mình nhìn thấy cái cây màu cam á, rất là bắt mắt, rất là đẹp luôn. Những chiếc lồng đèn đỏ nè, tượng trưng cho mùa xuân nè, sự may mắn. Thì cái cây màu cam này nè các bạn ơi, thì quý thầy dùng cái cây sa la để mình trang trí lên những cái lá màu cam, nó rất là đẹp, rất là bắt mắt luôn. Hồi nãy nhìn từ xa mình cứ ngỡ là cái này là cái cây giả, nhưng mà quý thầy làm cái cây sa la trang trí lên đây rất là đẹp, sáng tạo luôn các bạn. Đây nè, đây là hoa sa la nè, rồi cái lá nè các bạn ơi, quá đẹp luôn các bạn ơi. Thì mình thường xem trên video mình nhìn thấy những cái lá vàng này bên Nhật Bản mới có, mà hôm nay chùa Hoằng Pháp là cũng có được khung cảnh như Nhật Bản nha các bạn. Wow, giờ là những chiếc lồng đèn màu đỏ các bạn xem nè, và những cái cây hoa nè rất là đẹp luôn. Và giữa sân chùa thì có một cái cây mai rất là lớn, cổ thụ nè các bạn. Và đây là cái mô hình ba con vật nè các bạn. Thì đây là con giữa là con mèo. Thì mình thấy con mèo này đó là được trang trí bằng những cái sợi lông á, là bằng những cái cọng chổi các bạn. Cái cọng chổi mà mình ở nhà mình thường quét nhà là cái cọng chổi này nè các bạn. Cọng cỏ chổi á nè. Bên trong được trang trí những dải lồng đèn rất là đẹp. Thì đây những là cái mô hình còn đang được vẫn tiếp diễn, vẫn còn đang làm nha các bạn. Thì mình thấy một số cái tấm ván vẫn còn đang trước chữa sân nè, nghĩa là mấy quý thầy còn đang chuẩn bị còn tiếp tục nha các bạn.
thì các quý thầy chắc là sẽ làm hoàn thành sớm tốt trong dịp cuối năm này, thì sẽ chuẩn bị đầy đủ những gì mà đẹp nhất, tinh tế nhất thì để cho quý Phật tử chúng ta đến đây để chiêm ngưỡng nha. Thì bên trong khung cảnh chánh điện thì hôm nay là chỉ còn 1-2 ngày nữa là Tết rồi, nhưng mà mình thấy hôm nay thì cũng vắng do cái lượng khách hôm nay là người ta cũng chưa có đi nhiều các bạn. Và bên trong để mình xem một số vị Phật tử người ta đến đây người ta thăm viếng nha. Thì chánh điện trong chùa thì rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rất là đẹp và lung linh. Thì phía bên hông chánh điện các bạn thì được trang trí những cái lồng đèn này rất là to luôn nè. Và những lồng đèn nhỏ nè, và những cái ngôi nhà tranh đó các bạn. Năm nay thì đặc biệt là mình thấy là chùa là trang trí rất là đẹp luôn. Mà mang lại cái vẻ mà sắc xuân á, đẹp hơn những năm trước. Mỗi ngày là mỗi một phát triển hơn. Thì mình đang tiến vào bên trong, cũng phía bên hông của chùa Hoằng Pháp chánh điện nha các bạn. Thì bên trong là trang trí một pho tượng một chú mèo vàng, có rất là nhiều bao lì xì màu đỏ nè, bay phấp phới luôn. Đây là một pho tượng chú mèo vàng ôm một cục vàng bờm nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Trinh Miệt Vườn. Còn bây giờ thì xin được chúc các bạn năm mới bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn phúc lộc, tấn bình an. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nha. Đăng ký kênh hoàn toàn miễn phí, không có mất phí như các bạn. Bye bye.